Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định 09 về những quy định quy chuẩn địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh xem đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ thương hiệu dầu tràm Huế trước thực trạng một số sản phẩm bị làm giả trong thời gian qua. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về vấn đề này. Cơ sở sản xuất tinh dầu tràm Anh Chiến, xã Phong An, huyện Phong Điền được xem là cơ sở sản xuất tinh dầu tràm có quy mô lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là nghề truyền thống của gia đình được duy trì từ hơn 40 năm nay. Hiện tại, cơ sở thu hút và giải quyết cho gần 30 lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 250.000 đến 300.000 đồng một người một ngày. Bình quân, cơ sở này sản xuất khoảng 300 lít một tháng, tương đương với 120 tấn lá tràm nguyên liệu. Hiện với mức giá tinh dầu bán ra từ 1 đến 1,2 triệu đồng một lít, như vậy, mỗi tháng cho doanh thu đạt trên 300 triệu đồng, trừ mọi khoản chi phí như nhân công nguyên liệu cho lợi nhuận từ 7 đến 10%. Mặc dù lợi nhuận mang lại không cao, nhưng để duy trì được nghề truyền thống, cơ sở đã liên kết với các hộ dân trên địa bàn để mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tràm, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm tinh dầu tràm bằng kinh nghiệm và đổi mới công nghệ tinh chế. Hiện nay vẫn là mình làm theo quy trình của thủ công, nhưng có cái là mình cải tạo về bộ phận băng hấp hơi. Trước đây người ta làm tự nhiên là người ta chỉ bỏ dầm vào để là nấu, nhưng giờ là mình làm theo quy trình là có bộ phận lọc hơi để lấy, và nếu chiết xuất ra được mới tinh dầu mới được tốt. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm truyền thống địa phương, trong đó có tinh dầu tràm Huế, cần được ban hành quy chuẩn địa phương, được kiểm soát chất lượng một cách nghiêm ngặt thông qua việc đánh giá chính xác các tiêu chí chất lượng để góp phần duy trì, phát huy được các thương hiệu sản phẩm của địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tinh dầu tràm Bé Thơ là cơ sở sản xuất tinh dầu tràm gia truyền được duy trì trên 100 năm qua nhiều thế hệ gia đình. Tuy nhiên, trong thời buổi cơ chế thị trường, sản phẩm càng bị cạnh tranh hơn. Theo chủ cơ sở tinh dầu Bé Thơ, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định về ban hành quy chuẩn địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế, ngoài xóa bỏ được tình trạng kinh doanh theo kiểu tự phát, thì đây còn là cơ sở để nâng cao được tính chính danh của ngành nghề truyền thống này. Sau khi được Ủy ban tỉnh quan tâm cùng với các ban ngành vào cuộc và đưa ra cái hợp quy và hướng dẫn cho chúng tôi kinh doanh có hệ thống, có nền nếp, thì cái điều này đối với chúng tôi rất là đáng quý, bởi vì chúng tôi cũng nhìn thấy được rằng qua cái chuyện này là sở tỉnh nhà quan tâm thì nó nâng cao được cái uy tín của ngành nghề. Thứ hai nữa là nó tạo được cái thương hiệu và cái niềm tin của khách trong nước và ngoài nước. Thì đối với công ty chúng tôi thì chúng tôi cho rằng đây là một điều đáng quý. Trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương về tinh dầu tràm Huế thì quy định các cái chỉ tiêu đặc trưng cho cái tinh dầu tràm Huế về cảm quan, hương vị, rồi mùi, rồi về các cái chỉ tiêu về hóa lý, về vi sinh, cũng giống như là các cái chỉ tiêu về kim loại nặng để đảm bảo cái an toàn cho người sử dụng, cũng giống như cái chỉ tiêu về xineon là cái chỉ tiêu mà đặc trưng của tinh dầu tràm. Từ đó thì sẽ xây dựng cũng giống như là ngày càng phát triển cái thương hiệu của dầu tràm Huế. Đến nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 50 cơ sở làng nghề đang sản xuất kinh doanh tinh dầu tràm. Việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố quy chuẩn địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế không chỉ là thước đo để việc sản xuất kinh doanh, lưu thông sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tuân thủ đúng quy chuẩn, đảm bảo uy tín, an toàn chất lượng khi đến tay người tiêu dùng, mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước, xử lý những cơ sở trường hợp cố tình gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến chất lượng dầu tràm Huế.